Mình đã từng trải nghiệm qua khá là nhiều những con laptop của Lenovo nè, Legion cũng có, ThinkPad là đương nhiên rồi, các bạn biết mình là một fan rất lớn của ThinkPad, ThinkBook cũng có luôn. Và đây là lần đầu tiên mà mình được trải nghiệm một con laptop Lenovo Yoga trong một cái thời gian đủ lâu để có thể làm thành một cái video hoàn chỉnh mà chia sẻ với các bạn. Đây là Lenovo Yoga Pro 7i. Con laptop này là đời mới nhất luôn ha, chạy chip Intel Core Ultra. Sau khi mà mình xài cái con máy này xong thì mình đã hiểu lý do vì sao Lenovo Yoga rất thường xuyên xuất hiện ở trong danh sách những cái máy mà các bạn sẵn sàng recommend cho nhau, đặc biệt là khi mà các bạn cần đi mua máy mới á. Thì trước giờ mình đọc những cái comment của các bạn rất là nhiều rồi, nhưng tới bây giờ mình mới được trải nghiệm đủ sâu để biết được là một con Yoga nó có những cái giá trị như thế nào. Và mình cũng rất cảm ơn Lenovo đã đồng hành với mình ở trong video này. Rồi, bây giờ thì mời các bạn coi video ha. Trước tiên á, con Yoga Pro 7i này nó gây ấn tượng mạnh với mình á, bởi vì cái thiết kế của nó, cái thiết kế của một con máy nó không quá dày, mình sẽ không gọi nó là kiểu dòng siêu mỏng đâu, nhưng mà thực chất nó vẫn đủ mỏng và nó vẫn đủ nhẹ, và đặc biệt á, là cái chất lượng hoàn thiện của nó vẫn rất là cao cấp, vẫn rất là tốt. Các bạn rờ vào chỗ nào á, các bạn cũng thấy được một cái sự chắc chắn nằm trong đó, có thể là mặt A, có thể là cái chiếu ghi tay, có thể là cái phần bản lề, hay thậm chí là cả phần mặt nắp màn hình, tất cả đều được hoàn thiện rất là kỹ và rất tốt. Các bạn nhìn vào bên hông á, các bạn sẽ thấy là cái con máy này cái cạnh bên á, nó được làm hơi bo lại chút xíu, cho nên là nó càng tạo thêm cái cảm giác là máy nó mỏng hơn so với lại thực tế. Và những cái chỗ cong này nè, chính là cái chỗ mà bố trí cổng kết nối luôn. Nó tạo được cho cái con Yoga một cái vẻ rất là đặc trưng, một cái vẻ rất là riêng. Mà thật ra nếu mà các bạn nhìn rất nhiều những con laptop khác ở trên thị trường thì các bạn sẽ không thấy được là nó bo như cái kiểu như thế này đâu. Và các bạn cũng thấy là viền màn hình của con máy này nó rất là mỏng, đặc biệt là ở cái phía trên này nè, nó được làm hơi nhô ra một chút xíu. Vừa là một cái điểm nhấn thiết kế mà các bạn sẽ thấy được ở trên những dòng ThinkPad và ThinkBook mới hiện nay, Legion cũng vậy ha. Và đương nhiên cái chỗ này cũng là một cái vị trí để mà khi mà các bạn mở màn hình ra thì các bạn đặt tay vào nó sẽ dễ dàng hơn, nó sẽ thoải mái. Cái thiết kế của con Yoga Pro 7i này nó rất là đặc trưng và nó không bị lẫn với lại rất nhiều những laptop đang có ở ngoài kia. Màn hình của con máy này cũng là một trong những điểm mà mình cảm thấy rất là thích thú. Đây là một cái tấm nền màn hình 14,5 inch và độ phân giải là 2880x1800. Độ phân giải đây là đủ cao để mình có được một cái trải nghiệm đẹp, mịn màng. Và đặc biệt, đây là một cái màn hình có Delta E nhỏ hơn 1. Hay nói cách khác, đây là một cái tấm nền với độ chính xác màu sắc rất cao. Nếu như mà các bạn chỉ dùng để làm những việc văn phòng, để các bạn chơi game thì đương nhiên là nó đẹp rồi. Nhưng nếu các bạn muốn dùng cho cả những việc đồ họa, những việc mà các bạn đòi hỏi cái độ chính xác màu phải cao và phải đúng thì con laptop này hoàn toàn có thể đáp ứng được. Con Yoga Pro 7i năm nay á, là một cái đại diện mà mình thấy là rất là hài hòa cho cái việc mà các bạn bây giờ không nhất thiết là phải đi mua những con laptop quá dày để các bạn có được một cái bộ xử lý đồ họa rời, cũng như là có được một cái năng lực xử lý tốt cho một cái con máy tổng thể đáp ứng được cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Bên trong con Yoga Pro 7i này á, là chip Intel Core Ultra 7 155H, ngoài ra thì còn có bộ xử lý đồ họa rời Nvidia RTX 4050 nữa ha. Dòng chip Intel Core Ultra nó có 3 cái điểm cải tiến lớn mà mình đã từng chia sẻ với các bạn, và sẵn ở đây thì mình nhắc lại thêm một lần nữa. Thứ nhất đó là nó kiểm soát được về nhiệt độ rất tốt. Nó cũng đồng thời giúp cho thời gian dùng pin của một con máy được cải thiện hơn so với là những cái chip Intel đời trước đây. Ngoài ra nó còn được bổ sung thêm một cái bộ mà Intel họ gọi là AI Engine. Nó là một sự kết hợp giữa CPU, bộ xử lý đồ họa cũng như là NPU để nó có thể chạy được những cái tác vụ AI. Tùy vào cái tác vụ đó nó cần năng lực ra sao và nó đáp ứng cho mục đích như thế nào mà nó sẽ được phân bổ về CPU hoặc là GPU hoặc là NPU ha. Khi mà các bạn chạy những cái tác vụ nhẹ hoặc là khi mà các bạn ưu tiên về thời gian dùng pin á, thì cái bộ xử lý đồ họa tích hợp Intel Arc thật ra là nó vẫn đủ sức để nó có thể đáp ứng được những cái nhu cầu cơ bản. Hay thậm chí á, mình đã từng test cho các bạn coi rất nhiều rồi, các bạn mở thử Photoshop và các bạn vẫn có thể làm việc, vẫn có thể chỉnh ảnh được ở trên cái con máy này, không vấn đề gì cả. Còn khi nào mà các bạn có nhu cầu nặng hơn, ví dụ như các bạn bắt đầu edit video nè, các bạn bắt đầu xuất video, hay là khi mà các bạn chơi game chẳng hạn, thì khi đó năng lực xử lý nó sẽ được chuyển qua cho bộ xử lý đồ họa rời để đảm đương được cái phần việc đó. Với cái kiến trúc như thế này thì sẽ đảm bảo cân bằng được giữa thời gian dùng pin cũng như là hiệu năng xử lý. Dòng Yoga Pro 7i á, nó cũng được tích hợp một cái công nghệ tên là Lenovo X-Power. Đây là một cái công nghệ mà nó sẽ phân phối điện cho CPU và bộ xử lý đồ họa tùy thuộc vào cái tác vụ mà các bạn đang xài và tùy thuộc vào máy thật sự là nó đang cần cái gì. Từ đó nó càng tối ưu thêm nữa về hiệu năng sử dụng điện của con máy. Kết hợp với lại thiết kế của con Yoga, nó có một cái luồng không khí di chuyển tốt để đảm bảo được là máy nó sẽ đủ mát và duy trì được một cái hiệu năng cao trong thời gian dài.
Và như lúc nãy mình có nói với các bạn đó, AI Engine của Intel sẵn sàng để chạy được với lại nhiều cái ứng dụng bên thứ ba. Tới thời điểm này ha, là ít nhất là 100 nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba là đã sẵn sàng để hỗ trợ cho cái AI Engine nằm bên trong con Intel Core Ultra rồi. Ví dụ như các bạn có thể xài Photoshop, nó cũng có thể tận dụng được, hay là chỉ đơn giản là các bạn edit video bằng CapCut, một cái phần mềm mà rất nhiều bạn đang dùng để biên tập video, không chỉ là những video TikTok chơi vui đâu, mà kể cả những cái video dài, vlog hay thậm chí là video để các bạn kiếm ra tiền thì các bạn cũng có thể vẫn dùng được CapCut. Và khi mà mình trải nghiệm ở trên con Yoga Pro 7i này thì nó chạy mượt, không vấn đề gì cả. Ngoài ra, con Yoga Pro 7i cũng là một cái AI PC đúng theo định nghĩa của Microsoft và Intel ha. Thứ nhất á, là nó chạy những chip thế hệ mới Intel Core Ultra. Thứ hai là RAM của nó ít nhất từ 16GB trở lên. Và thứ ba là nó có một cái phím Copilot để các bạn có thể kích hoạt nhanh Windows Copilot và các bạn có thể hỏi đáp, các bạn có thể truy vấn thông tin một cách nhanh, gọn, lẹ. À, ở trên con Yoga Pro 7i á, còn một điểm nữa mình thích đó là cái bàn phím và cái trackpad xài cực kỳ đã luôn. Cái bàn phím này khi mà các bạn gõ, cái cảm giác lướt á, nó tương đương với những gì mà các bạn có thể kiếm được ở trên những con ThinkPad. Hành trình phím rất là sâu ha, 1.5mm lận. Và khi mà các bạn gõ vào, các bạn sẽ cảm giác cái độ nảy của nó tạo cho các bạn một cái cảm hứng để các bạn có thể tiếp tục gõ và cứ tiếp tục gõ như vậy đó. Chưa kể là bàn rê chuột của con Yoga Pro 7i á, nó cũng lớn và độ chính xác cũng cao nữa. Thực ra thì bữa giờ khi mình test con máy này chỉ có trừ lúc mình chơi game thôi, còn lại thì toàn bộ mình đều xài trackpad tích hợp ở trong máy hết. Và tuy đây là một cái laptop mỏng nhẹ nhưng mà cổng kết nối của nó thì đầy đủ hết, kể cả cổng USB thường, cổng USB-C kết hợp Thunderbolt hay là cổng HDMI thì nó đều sẵn sàng để các bạn sử dụng. Và với cổng Thunderbolt thì các bạn có thể gắn thêm những cái eGPU để tăng thêm năng lực xử lý đồ họa nữa nếu như mà các bạn có cần những cái ứng dụng mà nó chạy nặng. Tóm lại, đối với lại Lenovo Yoga Pro 7i thì mình thấy nó là một cái sự kết hợp rất tốt giữa thiết kế mỏng nhẹ trong khi cấu hình thì vẫn đủ mạnh và đáp ứng được cho rất nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Và các bạn có thể mua nó để mà các bạn làm media, các bạn làm 2D, 3D, các bạn có thể làm Photoshop, các bạn có thể làm video với nó cũng chơi được. Hay là các bạn chỉ đơn giản là mua máy về để làm việc văn phòng, nó cũng có thể cân tốt. Hoặc là các bạn có thể mua máy để đi học, con máy này đều có thể đáp ứng được cho tất cả những cái nhu cầu học thông thường. Và kể cả khi các bạn muốn chơi những cái tựa game kiểu eSports, nó cân được luôn. Hoặc là nếu mà các bạn chơi AAA thì có thể sẽ phải giảm cái cấu hình xuống một chút, nhưng mà cơ bản là nó vẫn có thể đáp ứng được. Thì đó chính là cái sự hài hòa, đó chính là cái sự cân đối giữa thiết kế và hiệu năng mà các bạn có thể tìm kiếm được ở trên con Yoga Pro 7i này ha. Rồi, đó là những điểm mình muốn chia sẻ với các bạn về con Yoga Pro 7i. Nếu như mà các bạn có câu hỏi gì thêm thì mời các bạn comment vào phần bên dưới. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.